Xin chào các bạn, hôm nay đơn hàng đang chuẩn bị để đóng hàng đi giao sỉ cho nội thành Hồ Chí Minh. Hôm nay khách đặt một thùng 1 lít. Thì thường thì giá 1 lít bên công ty là 250.000 một chai. Mình lấy số lượng thùng là 18 chai thì có giá là 180.000 một chai. Đây là đơn hàng khách lẻ ở thành Hồ Chí Minh đang chuẩn bị giao cho shipper đi ra. Còn đây là mấy bạn đang chuẩn bị đóng đơn sỉ 20 chai 500 cho khách lẻ nội thành Hồ Chí Minh luôn. Thường thì khách hay mua 2 chai 500 để làm quà biếu tặng. Dịp này lễ Tết đó, nên là khách mua sỉ về để biếu tặng, nó ý nghĩa hơn. Đối với đơn hàng sỉ một thùng 500ml thì bên công ty sẽ kèm theo hộp hộp đôi, túi sách và hướng dẫn sử dụng. Đơn hàng khi giao lúc nào cũng kèm theo hóa đơn chứng từ, nên là khách khi nhận hàng nhớ kiểm tra sản phẩm, mẫu mã bao bì của công ty thì mình mới nhận hàng và thanh toán. Bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn vào các video tiếp theo nhé. Xin chào.